À, câu hỏi thứ hai là nhà báo Tám Sài Gòn đặt cho Thúy Ngân, xin mời Thúy Ngân ạ. Dạ, lời đầu tiên em xin được cảm ơn câu hỏi cũng như là sự quan tâm của chị Tám Sài Gòn. Và em xin được là cảm ơn lời khen của anh Trương Thế Vinh đã dành cho em ạ. Thì trong Running Man Việt Nam thì em là một người mới hoàn toàn, nên có thể gọi là hậu bối. Cũng khó tránh khỏi những cái lúc vấp váp, nên em chủ yếu vừa học và vừa chơi với các anh chị là chính. Nhưng mà đúng là thể lực là một thứ mà riêng bản thân em cảm thấy thật sự rất quan trọng trong chương trình Running Man Việt Nam, nên để có thể có được sự tự tin mà tham gia chương trình thì trước đó em có chia sẻ là em đã có những cái buổi tập rất là hà khắc cũng như là cường độ cao trước đó. Quay trở lại với việc anh Vinh nói em là một ngày có thể vác vài bao gạo, thì em xin được chia sẻ là bao gạo thì cũng có bao gạo dis, bao gạo das đúng không ạ? Thì anh vác thì có thể vác những cái bao 10 kg, còn riêng bản thân em thì em chắc chỉ vác được bao 2-3 kg thôi. Nhưng mà nếu như mọi người đã đề cao thể lực của em như vậy thì anh Phát ơi, phải chi có anh ở đây á, thì hai anh em mình vật tay đôi để cho có kết quả rõ ràng cho anh Vinh và mọi người, đừng có liên minh và ăn hiếp em được không ạ? Đây À? anh đang Ok ở thoải đây đây mái. anh vẫn loa cũng không phải giỏi được nè, nhưng mà đúng là nếu mà vật tay chắc anh không chống vật với em được thôi. Không biết có được spoil không chứ trong show trời ơi anh sẽ gì anh Trời là ơi. confirm lại là mình không có sai nghe ngân Ừ. em khỏe trong nước nha. Ơi, anh Mình nói vậy chứ là vậy, tính ra cái đó là cái nhược điểm của em á, em để lộ cho mọi người biết là em mạnh quá rồi sau này sao mọi người liên minh mọi người giết em chết. Đúng không chị? rồi chị Tám giờ coi Nghị lên sóng hãy coi Ngân mạnh mẽ như thế nào. Mình còn ý gì nữa không ạ? Ngân hả? Dạ em Em cũng không xong đính rồi chính ạ. gì đúng không? Rồi xin cảm Dạ, ơn Thúy nhiều Ngân. người nói Rồi. quá em không đính chính được ạ. Rồi xin cảm ơn nhà báo Tám Em Sài cảm Gòn ơn từ ạ. VOH. Và bây giờ xin được cho tôi tiếp tục kết nối với nhà báo Tuấn Võ từ ngôi sao.net ạ. Dạ em xin phép chào các anh chị. À, Dạ xin mời Tuấn Võ em đặt câu hỏi. dạ vâng, em cũng có 2 câu hỏi. Câu đầu tiên thì em cũng muốn hỏi đến nhà sản xuất liên quan đến việc mà mình qua Hàn Quốc ghi hình vào cuối tháng 8 vừa qua. Thì mọi người cũng biết là giai đoạn này dịch đang rất là phức tạp giữa Việt Nam cũng như ở Hàn Quốc. Thì vì sao mình lại quyết định phải chọn Hàn Quốc để qua ghi hình giữa thời điểm dịch như vậy, và nó liệu có một phải là một cái quyết định quá là nguy hiểm hay không cho sức khỏe của ekip của hai bên? Và như vậy thì ban tổ chức đã làm những điều gì, đã chuẩn bị những cái điều gì để cho là quá trình mình nhập cảnh là ghi hình tại Hàn Quốc cũng như khi mình trở về lại ở phía Việt Nam. Dạ. Câu thứ hai thì em muốn đặt cho anh Trường Giang là không biết là khi tham gia chương trình năm nay thì bản thân anh đã chuẩn bị thể lực như thế nào để tham gia chương trình trước mà khi mà bên cạnh mình có rất nhiều người em rất là khỏe mạnh, rất là lực lưỡng như vậy ạ. À, xin mời ông Triệu Thế Hiệp trả lời câu hỏi đầu tiên của nhà báo Tuấn Võ. Cảm ơn nhà báo Tuấn Võ vì câu hỏi. Tôi xin phép đại diện nhà sản xuất trả lời như sau. Thì theo dự tính ban đầu, Running Man Việt Nam sẽ ghi hình tại các danh lam thắng cảnh của Việt Nam chỉ trong vòng khoảng tháng 3 thôi. Đó, và mình sẽ hoàn tất trong cái ghi hình đó và sẽ phát sóng từ tháng 7 2021. Tuy nhiên là do tình hình dịch bệnh của mình càng ngày càng tăng cho nên là chúng tôi đã quyết định phải rời lịch sang tháng 9 2021 và để chờ xem là tình hình có được ổn hay không. Nhưng mà đến gần thời gian đó thì chúng tôi lại thấy là vẫn chưa có khả quan và chưa có điều kiện để ghi hình mà đảm bảo được đầy đủ các cái việc tuân thủ các cái quy định của nhà nước. Đồng thời là Running Man mùa 1 đã phát sóng từ 2019, 2020 bị ảnh hưởng dịch bệnh thì cũng đã ngưng 1 năm và chúng tôi không muốn là lại ngưng tiếp thêm 1 năm nữa để cho khán giả phải chờ đợi quá lâu. Nên ekip quyết định là bây giờ mình phải tìm một cái phương án khác, tức là ở Việt Nam không ghi hình được thì mình có thể đi một nước nào đó để ghi hình. Thì sau khi xét tất cả các cái nước xung quanh nhé, thì chỉ thấy Hàn Quốc là cái điều kiện ghi hình có khả thi nhất, cho nên là trong vòng 1 tháng, hơn 1 tháng thôi, thì chúng tôi cùng với SBS và Live Entertainment đã dồn
tất cả các cái nguồn lực vào để mà chuẩn bị cho cái việc ghi hình để đảm bảo là kịp cái tiến độ phát sóng trong 2021. Thì như đã trả lời ở trên kia với các nhà báo ấy, thì để mà thực hiện được cái việc này thì chúng tôi đã nhận được rất là nhiều sự hỗ trợ, cấp phép và tạo điều kiện thuận lợi từ các cơ quan chức năng của Việt Nam và Hàn Quốc, cũng như là nỗ lực của SBS và Live Entertainment trong việc là lập ekip khảo sát và lên kịch bản gấp rút trong một tháng. Thì để thực hiện cái việc đó thì tôi có thể kể ra đây một số việc. Thứ nhất là mình xin cấp phép từ các cơ quan chức năng của hai nước, bao gồm là đi về, các chuyến bay, cách ly, các cái điều kiện về vệ an toàn dịch bệnh, chống dịch, và đặc biệt ấy, là đảm bảo sức khỏe cho dàn cast và ekip, toàn bộ ekip. Thì tất cả những cái quy định đó nó rất là gắt gao và rất là khó trong cái mùa dịch này, tại vì dịch bệnh nó còn hơn cả chiến tranh. Đó. Thực hiện các cái yêu cầu về an toàn sức khỏe, chống dịch cho khi mà thực hiện ghi hình, lên kế hoạch cho việc ăn ở, di chuyển đi lại giữa hai nước tại Hàn Quốc và các địa điểm ghi hình. Và đó, thì đó là tất cả những cái mà ekip phải thực hiện trong một cái thời gian rất là ngắn, chỉ có hơn một tháng thôi. Và cũng may mắn ấy, là nhờ sự hỗ trợ, support, đồng hành của các cơ quan chức năng của hai nước, của đối tác, cũng như là của các nhà tài trợ, cho nên chúng tôi đã thực hiện được cái việc ghi hình và phục vụ quý vị khán giả cái Running Man mùa 2 kịp trong tháng 9 năm nay. Thì qua cái này thì tôi cũng muốn chia sẻ là dù trong bất cứ một cái điều kiện khó khăn nào ấy, thì với cái tinh thần của Running Man, chơi là chạy, chúng ta sẽ luôn nỗ lực tìm mọi giải pháp để vượt qua khó khăn, để cùng nhau sốc dậy tinh thần và vượt khó, để cùng nhau chiến thắng dịch bệnh và hướng đến một tương lai sáng lạn hơn ở phía trước. Và chúc tất cả quý vị khán giả luôn luôn là mạnh khỏe, yêu đời, lạc quan, để khi mà dịch bệnh vừa hết thì chúng ta cùng làm lại, để cùng thịnh vượng. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn anh Hiệp, và xin mời Trường Giang trả lời câu hỏi thứ hai của nhà báo Tú Võ. Kính thưa toàn thể quý vị khán giả thân thương thân mến, kính thưa các quý anh chị thân mến và các em yêu thương trong team của mình, tôi đã tập thể lực hàng tháng trời với những bài tập vợ tôi chỉ cho tôi, và tôi cũng đã liên hệ với các em hàng tháng trời để chia sẻ tình yêu thương. Vì tôi nghĩ hãy yêu thương người đối diện, đối phương bên cạnh mình thì sẽ được yêu thương lại. Nhưng trong chương trình này là không bao giờ có. Tôi đến với các em ấy bằng tình yêu thương, nhưng các em ấy trao lại tôi là sự giằng xé. Quá khủng khiếp. Cái gì? Tôi sức đã già. Anh mới xạo. Người gian dối sẽ gặp người gian dối là đúng nha anh Giang. Đúng, người gian dối thì người gian các dối. Các bạn sẽ được thấy đó. Sự thật sau khi một vài một... Có ai đầu rồi. Tiên tôi mới xuất hiện mà cả một tập đoàn hệ thống thảo khấu giằng xé tôi không? Là gì có chuyện đó nha. Quý vị đang thấy cái này là vô cùng không sao, sự đẹp. Thật được sao? Sự thật sẽ được phơi bày sớm thôi anh ạ. Quá khủng khiếp. Và kính thưa quý vị khán giả thân mến, kính thưa các anh chị thân mến, là chúng tôi đã cùng nhau cố gắng nhiều thứ. Còn riêng Trường Giang chơi là không có nghĩ là mình sẽ xé ai đâu. Em Út xong sao xé? Ai mà làm chuyện đó? Chơi vui với em thôi. Vẫn vậy nữa mọi người ơi, sao á? Người gian vô. Em xin tính chính là Trường Giang. Trường Giang chơi rất ăn gian ạ. Có mà không có không hề có. Hôm nay cái miếng chơi chữ ok nha. Có lời khen rồi đấy. Nói chung là mọi người thân mến là hãy chờ đón đi. Mọi người sẽ thấy một cái mùa mới với đầy sự nỗ lực. Và chắc chắn quý vị sẽ rất là thương anh chị em nghệ sĩ, tại vì cực lắm, trời ơi, quay quá cực luôn, nó cực nhiều thứ lắm. Anh chị em nghệ sĩ cũng cực, quay phim cũng cực, rồi ekip cũng cực, nói chung là ai cũng cực hết. Đến thời điểm này mà chúng ta còn phải ngồi trước cái điện thoại để mà nói chuyện với nhau như thế này là nó rất là buồn. Nhưng mà không sao, trong một thời gian ngắn là thôi, chúng ta sẽ được gặp nhau và còn cái nhiều cái điều thú vị cũng phải chia sẻ nữa. Nếu mà chúng ta có một cái buổi ra mắt nó hoành tráng hơn thì chắc chắn là cái sự chia sẻ chắc cũng phải 3-4 tiếng đồng hồ nữa mới hết được, chứ không có thể ngắn như thế này được. Và xin nhắc lại một lần nữa là quý vị hãy xem và quý vị sẽ thấy Trường Giang rất là
rất là người lớn trong cái trò chơi này và luôn là bảo vệ các em nó, dù có nhiều điều gì đó cũng để em nó xé là bình thường, xé là quan trọng. Giang quan xảo. Trọng những chuyện xé bản tên. Giang xảo. Quan trọng những chuyện xé bản tên. Mình để các em nó xé mà em nó vui, em nó hạnh phúc là mình cũng vui rồi. Trời ơi, anh lớn nói vậy là tụi em để lắm nha, anh lớn nha. Nè. Xin cảm ơn Trường Giang, cảm ơn Trường Giang, cảm ơn nhà báo Tuấn Võ và tất cả mọi thứ chắc có lẽ là chúng ta chỉ chờ lên sóng thì mới biết được thôi. Kế tiếp và xin cho tôi được kết nối với lại phóng viên Thảo Ngân của Hoa Học Trò. Ngân mở cái mic lên. Em mở cái mic ở trên Zoom. Dạ, chào mọi người, mình là Thảo Ngân, là phóng viên của báo Hoa Học Trò. Thì mình có một câu hỏi dành cho nhà sản xuất, đó là Running Man Việt Nam đã có thời gian ghi hình tại Hàn Quốc, thì liệu có sự kết hợp hay là xuất hiện bất ngờ nào của những thành viên Running Man bản gốc hay không? Câu hỏi của mình là đến đây là hết rồi. Cảm ơn Thảo Ngân. Xin mời anh Thiệu Thế Hiệp. Cảm ơn Thảo Ngân thì sẽ quan tâm đến chương trình. Thì Running Man mùa 2 á, là khác mùa 1 cũng như khác tiền bản gốc một chút, là mình có tới 9 dàn cast. 9 cast. Và nó bao gồm là dàn cast, bao gồm sự kết hợp của dàn cast mới và cast cũ. Nên là cái mong muốn của chương trình ngay từ ban đầu á, là chúng tôi sẽ tạo lên những cái sự kết hợp mới lạ của các thành viên mới cùng các thành viên cũ, để tạo ra rất nhiều điều bất ngờ, mới mẻ và thú vị cho quý vị khán giả. Nên hầu hết những cái nội dung mà chúng tôi xây dựng ấy, sẽ tập trung nhiều và ưu tiên dành cho tạo cái chemistry ấy, tạo sự tương tác cũng như là chơi hết mình của dàn cast. Một số tập mà có nội dung phù hợp ấy, chúng tôi sẽ mời thêm những cái khách mời, bao gồm khách mời ở Việt Nam cũng như Hàn Quốc, thì chúng tôi cũng sẽ lựa những cái tập nào mà chúng tôi thấy thực sự cần thiết, cần một cái sự nội dung đa dạng thì chúng tôi sẽ mời khách mời, chứ không phải tất cả các tập chúng tôi đều mời khách mời. Còn khách mời có hay không và có thành viên của Running Man Hàn Quốc tham dự hay không thì tôi xin phép giữ bí mật để tạo ra những cái sự bất ngờ cho quý vị khán giả khi mà chương trình lên sóng. Và hy vọng lúc đó cái cảm xúc của mọi người khi coi nó sẽ dâng trào và nó có được những cái trải nghiệm, giải trí vui vẻ và thú vị nhất cho quý vị khán giả. Cảm ơn. Xin cảm ơn anh Hiệp. Cảm ơn Thảo Ngân.